Các bạn thân mến, cửa hàng anh Huệ mới vừa về một chiếc máy cày Shibaura P21F nè các bạn. Thì cái chiếc này thì nó không phải là cái dòng điện tử nha, dòng IC, dòng Banker, Banker full Banker luôn, chứ nó không có bên điện tử các bạn nha. Rồi, chiếc này giá nhiêu anh? 58 triệu các bạn. Rồi đây để mình bật lên xem đồng hồ nè, nó mới chạy được có năm, mới có 750 giờ thôi các bạn à, 750 giờ thôi. Đó, rất là ít. Đây, xe nước sơn còn rin mà còn đẹp như mới các bạn thấy không? Cầu đồ của nó nè, hai cầu nè, quá tuyệt vời chưa? Đó, bên này anh rửa chưa sạch đất nữa? Chưa, bên này cũng chưa sạch nữa. Vỏ rin mà chưa có nứt chưa gì luôn ha. Dạ, chưa có răng gì. Vỏ 614 Ohatsu. Vỏ này bê rửa sau bê tôn 9524. Vỏ sau này nó rần rần nhưng mà điều ngoài đây là rất đẹp, cao ha, không có vấn đề gì, chạy thoải mái luôn tại đê mềm, còn gai còn đồ gai gió luôn nè. Ha, nó bỏ mềm. Dạ, bỏ mềm nó ra. Ở bên đó nó bỏ bãi. Dạ, nó bỏ bãi. Đây, hộp số, hộp đồ còn mới ken các bạn thấy không? Đó, cốt đùi to ghê chưa? Đó. Hộp số gan, cốt đùi đàng hoàng. Thằng này nó không như những cái dòng Isaki, Isaki thường thường hay sử dụng nhôm, dễ nứt bể, nhưng mà thằng này thì nó làm gan hoàn toàn luôn. Thực chất đây yên rin không anh? Rin luôn, rin luôn. Ồ, yên đồ còn rin hết ha. Đây, dàn số sới nè, ký hiệu còn đầy đủ, đèn xi nhan đồ này nó đầy đủ hết. Rồi anh để động cơ lên thử xem coi. Đó, rất là ok. Ba máy, ba động cơ, còn nguyên xe riêng ha, chưa động một chút gì luôn ha. Cái máy này đặc biệt là rút đi thêm nhất là như xe thông thường. Nhất riêng theo xe đó. Đó, theo dạ. Xe luôn nhưng mà nó xe nó còn mới. Dạ, còn mới. Chưa có hơi hết. Dạ, dạ. Đó, như trong thùng vậy. Dạ. Thấy không? Nhất như trong thùng, xe dạ. Như trong thùng mới đổ vô. Dạ. Bơm đồ còn mới cót anh ha. Cái này nó có điện để nó đo nhiệt độ nhớt luôn đây. Đúng rồi, nó hiện đại ghê ha, quá hiện đại. Báo luôn. Dạ, nó báo báo hiệu đồ nghiêm chỉnh luôn. Rồi chiếc này 57 triệu à? 58 triệu à? À, 58 triệu. Rồi các bạn mua một chiếc như vậy về xài quá ngon các bạn. 58 triệu, một giá rất mềm. Kubota P21. Có nhựa mà, nhựa nó làm cho đẹp. Rồi cái này là cái gì anh? Visa à? Còn này hai cầu. À, hai cầu một cầu, đơn giản ha. Còn lái số trên này, à, số đồ trên này hết rồi, có thêm tầng nhân 2 nữa, số 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8. Rồi cảm ơn anh nhiều.